kênh Instagram và TikTok của mình đã tiếp cận hơn 1 triệu người và mỗi tài khoản của mình đã tăng hơn 30.000 follower chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua. Mình nghĩ 3 từ khóa đã giúp mình có được những con số này, đấy là mình đã tăng tần suất đăng tải, mình đã dám thử nghiệm những cái định dạng nội dung mới và mình đã tập trung vào giá trị thay vì hình thức và thuật toán. Trong 1 tháng vừa qua thì mình đã học được 4 bài học rất là quan trọng làm thay đổi toàn bộ tư duy sản xuất nội dung ngắn của mình. Và tin vui cho các bạn, đấy là các bạn sẽ không phải mất đến 1 tháng, bởi vì trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ những cái bài học mà mình đã học được khi mà mình đăng video mỗi ngày trong liên tục 30 ngày vừa qua. Xin chào các bạn, mình là Hà Nắng, mình là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh sản phẩm, đồng thời là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Và kênh YouTube này là nơi mà mình chia sẻ kiến thức về nhiếp ảnh cũng như là hành trình sáng tạo nội dung của mình. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái bài học mà mình đã học được trong cái hành trình đạt hơn 60.000 follower trên các cái nền tảng video ngắn nhé. Bài học thứ nhất, đấy là tần suất đăng tải là một điều vô cùng quan trọng. Các bạn nghĩ là mỗi ngày đăng một video và một tuần đăng 3 video nó có khác nhau không? À, câu trả lời đấy là nó khác nhau hoàn toàn luôn nha các bạn. Mình đã đăng tải với tần suất một tuần 3 video đều đặn trong vòng 2 năm. Và sau 2 năm đấy thì tài khoản Instagram của mình đạt 30.000 follower. Tuy nhiên, sau đấy thì trong vòng 1 tháng mình đăng video liên tục mỗi ngày và chỉ trong 1 tháng đó, cái tài khoản của mình cũng tiếp tục tăng 30.000 follower nữa. Ở cái thời điểm mà mình bắt đầu đăng video mỗi ngày thì mình có linh cảm đấy là các video của mình nó sẽ bị flop và tương tác của nó sẽ không thể bằng được các cái video trước đó. Và cái linh cảm này nó đã đúng các bạn ạ. Trên số liệu thì trước đó mỗi cái video mình đăng thì nó đều đạt được khoảng 20 đến 30.000 view. Nhưng mà khi mình đăng video mỗi ngày lên ấy, thì nó tụt xuống chỉ còn khoảng 2.000 đến 3.000 view trong một video trong suốt khoảng 3 đến 4 ngày đầu tiên, và nó khiến mình thực sự là hơi stress một chút. Mình nghĩ lý do cho cái việc này đấy là trước đây khi mà mình chỉ đăng số lượng video ít ấy, thì mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Đấy là nội dung đấy nó có phù hợp với cái đối tượng khách hàng của mình hay không, liệu là nó có được nhiều người quan tâm hay không, và mình cũng chỉn chu, mình tỉ mỉ hơn đối với từng video. Thế còn khi mà mình phải sản xuất video mỗi ngày thì mình bắt buộc là phải thử nghiệm nhiều cái định dạng nội dung mới hơn, từ đơn giản đến phức tạp, và nó sẽ có một số những cái nội dung khá là lạ lẫm đối với những cái người đã xem video của mình. Thế là khi mà mình mới đăng lên thì cái tương tác của nó không được như mình kỳ vọng. Và đến cái thời điểm mà mình bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ một chút thì có một điều kỳ diệu đã xảy ra, đấy là sau 4 cái video flop thì cái video thứ 5 của mình nó lên xu hướng khá là khủng, và nó đã kéo theo hiệu ứng là toàn bộ 4 video trước đó nó cũng tăng tương tác lên rất nhiều. Có một sự thật không thể chối cãi, đấy là nếu như bạn làm 10 video flop cả 10 và bạn làm cái thứ 11 lên xu hướng, tất cả những cái đó cùng một cái tuyến nội dung và một chủ đề mà người xem quan tâm ý, thì cái thứ 11 đó nó sẽ kéo toàn bộ những cái còn lại lên. Nhưng mà nếu như các bạn không làm cái thứ 11 thì sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Khi mà tần suất đăng tải của mình đều và liên tục, mình ra nhiều video thì cái tỷ lệ mình có clip lên xu hướng nó sẽ nhiều hơn hẳn so với khi mình đăng ít, và nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng cộng dồn. Và mình thấy rõ cái điều này nhất vào khoảng ngày thứ 15, khi mà toàn bộ các cái video trên kênh của mình trong khoảng 15 ngày trước đó nó đều lên view đồng loạt ấy. Và mỗi đêm thức dậy thì mình có thêm hàng nghìn, hàng chục nghìn follower. Cái tài khoản của mình nó có những con số bùm bùm cực kỳ chóng mặt. Chính vì vậy, nếu như các bạn đang quan tâm đến việc muốn cải thiện cái số lượng follower trên kênh của mình nhanh chóng thì hãy làm một việc để tăng tần suất đăng tải lên nhá. Bài học số 2 mà mình học được đấy là mọi ý tưởng nó đều nên có cơ hội để tỏa sáng. Trước đây thì mình khá là kén chọn ý tưởng mỗi khi mình làm video trên kênh. Có lúc mình nghĩ ra một cái ý tưởng mà mình khá là tâm đắc với nó, nhưng mà khi ngủ dậy thì mình lại nghĩ ra một ý tưởng khác hay hơn, và cái ý tưởng của mình lại vứt đó vào một xó. Đó, mình sẽ nghĩ rất nhiều mỗi khi mình có một ý tưởng. Trong đầu mình nó sẽ hiện ra rất là nhiều câu hỏi, liệu là mọi người quan tâm đến cái chủ đề đó hay không, liệu rằng cái video của mình có flop hay không. Nếu một ý tưởng mới mẻ quá ấy, thì mình sẽ nghĩ là liệu nó có thể so sánh được với những cái video trước đó của mình hay không, dẫn đến việc là có rất nhiều ý tưởng của mình không bao giờ quay cả. Tuy nhiên, đến khi mà mình bắt đầu phải làm video mỗi ngày thì mình không còn có cơ hội kén chọn nữa. Gần như là mọi ý tưởng mình nghĩ ra trong đầu thì mình phải nhanh chóng hiện thực hóa nó thành hiện thực. Và cái điều kỳ diệu nó nằm ở đây này. Khi mà mình làm rất nhiều định dạng video khác nhau, 5 giây có, 10 giây có, 2 phút cũng có. Có những cái video mình có một cái ý tưởng vào lúc mình đang ăn sáng, hay là có những cái video nó chỉ là một cái ý tưởng chống cháy cho cái ngày hôm đó, cho kịp quay dựng thôi. Nhưng những cái video đó là những cái video hiệu quả nhất trong tổng số 30 video của mình. Có những cái ý tưởng mà trước đây mình không bao giờ dám đăng bởi vì mình sẽ sợ nó flop ấy. Nhưng mà khi mình đăng lên thì các bạn biết gì không? Nó không hề flop mà nó thậm chí còn mang lại cho mình rất là nhiều follower. Vì vậy, nếu như các bạn cũng từng giống như mình khi mà nghĩ một ý tưởng mình sẽ kiểu sợ nọ sợ kia ấy, thì mình cho các bạn một cái lời khuyên, đấy là
tất cả các cái ý tưởng của mình đều cần có một cơ hội để trở thành hiện thực. Đấy, và chỉ cần bạn cho nó cơ hội thì nó sẽ cùng bạn tỏa sáng. Bài học thứ 3 mà mình học được đấy là thời gian đăng không hề quan trọng. Nghe vô lý đúng không? Trước đây thì mình luôn luôn tâm niệm một điều, đấy là thời gian đăng nó là một thứ cực kỳ quan trọng ấy. Mình xếp rất là nhiều những cái khung giờ vàng mà mọi người hay chia sẻ này. Rồi mình cực kỳ chú trọng là mỗi ngày mình sẽ phải đăng bài vào một khung giờ cố định. Mình sẽ không bao giờ đăng bài vào buổi tối hay là cuối tuần, bởi vì mình nghĩ là giờ đó sẽ có rất nhiều người đăng lên, là video của mình sẽ không có ai quan tâm. Đó. Và khi mà mình có một cái tâm lý đấy là mình quá chú trọng vào thời gian đăng của mình, thì nó lại dẫn đến một cái tâm lý khác, đấy là tâm lý đổ lỗi. Tức là khi mà video của mình không có nhiều tương tác thì ngay lập tức mình sẽ đổ, tại vì mình đăng không đúng thời điểm này, tại vì hôm đó là ngày lễ, ngày Tết, mọi người sẽ có nhiều clip trend để xem hơn nên là sẽ không xem video của mình, hay là tại hôm đó là ngày sale, thế nên là mọi người sẽ chạy quảng cáo rất là nhiều và video của mình không còn view nữa. Thì mọi thứ nó vẫn tưởng chừng như rất là hợp lý, cho đến khi mà mình làm video mỗi ngày. Khi mà mình phải làm mỗi ngày ấy, thì mình thực sự là không thể quan tâm đến cái thời gian đăng tải nữa. Nếu như mà may mắn mình có thể hoàn thành xong cái video vào buổi tối hôm trước thì mình có thể đăng đúng vào cái giờ đăng của mình vào ngày hôm sau. Tuy nhiên thì nếu như cái video đó quá mất thời gian để hoàn thiện thì mình sẽ phải đăng muộn hơn. Có lúc mình đăng buổi chiều, có lúc mình đăng buổi tối. Và cuối tuần thì bởi vì mỗi ngày mình đều đăng video nên cuối tuần, ngày lễ, ngày Tết, dịp gì mình cũng sẽ phải đăng. Và khi mà mình làm cái điều đấy thì mình nhận ra là ồ, thời gian đăng nó không hề quan trọng. Mình không đăng vào giờ vàng cũng chẳng sao, mình đăng vào buổi tối cũng không sao, mình đăng vào cuối tuần cũng không sao hết. Và thậm chí là một trong những cái video thành công nhất trong một tháng vừa qua của mình là video mà mình đăng vào khoảng ngày 14 tháng 2, tức là ngày lễ tình yêu đó. Và khi đó thì rất nhiều người đăng những cái video theo trend. Còn những clip của mình hướng dẫn chụp ảnh thì nó cũng chẳng liên quan gì, nhưng mà nó vẫn có cái số lượng tương tác rất là khủng. Thế nên là đăng giờ nào, ngày nào, thật ra nó không quan trọng, mà thứ quan trọng nhất chính là nội dung của bạn và cái giá trị mà bạn muốn truyền tải cho người xem. Nó cũng sẽ dẫn đến một cái bài học cuối cùng, đấy là giá trị video của bạn mới là thứ quan trọng nhất so với hình thức và thuật toán. Nếu như trước đây khi mình đăng ít video ấy thì mình rất là tập trung vào cái việc set up quay rồi hậu kỳ edit. Mình chọn góc quay rất là cầu kỳ này, rồi mình set up một cái góc quay ánh sáng mình sẽ rất là quan tâm. Sau rồi chuyển sang phần edit thì mình rất là quan tâm đến những cái chuyển cảnh, chọn nhạc rồi sound effect vân vân. Nếu như may mắn thì mình sẽ hoàn thiện một video trong khoảng 2-3 ngày. Thế còn nếu như không may mình mất rất nhiều thời gian cho cái việc chọn nhạc rồi edit clip thì thậm chí là có những cái video phải 2 tuần mình mới làm xong. Tuy nhiên khi mà mình bắt đầu đăng video mỗi ngày thì làm sao mình có thể dựng một video trong vòng 2-3 tuần được, đúng không? Ngày nào mình cũng phải quay và dựng. Và mình không thể nào mà quá cầu kỳ trong những cái khâu đó được. Sau khoảng 1-2 ngày đầu mình quay và edit kiểu còng lưng ấy, thì mình đã quyết định là mình sẽ làm mọi thứ đơn giản hết sức có thể. Và mình sẽ chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất cho tất cả các clip của mình, đấy là nó đều sẽ mang lại một cái giá trị gì đấy cho người xem và nó hiệu quả. Có những cái video thì mình quay dựng rất đơn giản, thậm chí là nó thô sơ và nó không đạt tiêu chuẩn cá nhân của mình. Có những cái video thì mình ngồi ra cạnh cửa sổ và mình chia sẻ một cái chủ đề nào đó thôi. Có những cái video thì mình ra quán cà phê, mình chụp một vài tấm ảnh, quay màn hình lại và sau đó về thì mình thu âm để hướng dẫn mọi người chụp. Và đó lại là những cái video mà nó cực kỳ hiệu quả luôn, và nó mở ra một cái định hướng nội dung mới cho kênh của mình so với những cái định hướng trước đây đó. Và thậm chí là những cái video đó thì nó hiệu quả hơn nhiều so với những cái video mà trước đây mình đã mất cả tuần để có thể quay và dựng được. Đương nhiên là mình không phủ nhận cái tầm quan trọng của việc set up quay cũng như là việc edit video. Thậm chí là mình còn có một cái khóa học hướng dẫn mọi người trong cái việc là set up quay và edit video đó. Thế nên là mình không thể nói là nó thật sự không quan trọng được, đúng không? Nó sẽ quan trọng, nó sẽ giúp cho video của các bạn có chất lượng tốt hơn, nó sẽ giúp video của các bạn thu hút hơn, nhưng nó sẽ chỉ là một cái điểm cộng cho các bạn thôi. Và cái quan trọng nhất đấy chính là kịch bản, nội dung cũng như là cái giá trị mà các bạn có thể truyền tải cho người xem trong video đó. Vì vậy mình không nên tốn quá nhiều thời gian cho cái công việc đó, mà mình chỉ nên đặt ra một số những cái tiêu chuẩn nhất định và mình cố gắng là mỗi ngày mình sẽ cải thiện cái vấn đề đó thêm một chút. Còn lại 80% thời gian thì mình nên tập trung vào việc xây dựng nội dung. Mình nên tập trung vào cái việc là cái video của mình có thể mang lại nhiều giá trị nhất cho người xem và mình sẽ tăng cái tần suất đăng tải lên. Vậy nên tổng kết lại thì thứ quan trọng nhất vẫn chính là cái giá trị mà các bạn có thể mang lại cho người xem thông qua mỗi video của mình. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn 4 cái bài học
cực kỳ tâm đắc của mình khi mà mình đăng video liên tục trong suốt 30 ngày vừa qua, và mình cũng đạt được một số những cái thành quả nhất định. Mình hy vọng là nó sẽ có ích cho các bạn mà đang muốn phát triển cái tuyến nội dung trên cái kênh video ngắn của mình. Nếu như các bạn quan tâm nhiều hơn đến cái việc là làm thế nào để có thể xây dựng kịch bản, rồi set up quay, rồi edit video sao cho hiệu quả, thì có thể tham khảo cái khóa học sản xuất video ngắn của mình nhé. Mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Và cũng đừng quên like, subscribe và nhấn chuông để mình có thể cập nhật cho mọi người những cái nội dung mới về nhiếp ảnh cũng như là về quay phim hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye!